Nè, Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh giải thích đi. Em buông ra đi, có gì để nói nữa chứ. Em không muốn nghe anh nói cái gì hết á. Thật không ngờ con người của anh ghê tởm tới vậy. Khoan đã Hân Đồng à. Không phải anh cố ý gạt em đâu. Anh làm điều này vì muốn tốt cho em thôi Hân Đồng à. Tốt cho em hả? Anh biết em và chị họ buồn tới cỡ nào hay không? Tốt cho em sao? Nè Hân Đồng, em nghe anh nói, anh thừa nhận, anh thừa nhận đã lừa gạt em. Nhưng bây giờ không phải anh đã khỏe rồi sao? Anh đã không bị gì hết, như vậy không phải rất tốt sao? Rất tốt hả? Em thà rằng cả đời này anh phải nằm ở trong bệnh viện. Anh tránh ra đi. Nè Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh nói, anh làm tất cả không gì muốn buông tốt cho em. Ra, Hân em Đồng, không muốn nói chuyện với anh nữa. Hân Đồng, Hân Đồng, em nghe anh giải thích đi mà. Hân Đồng à, Hân Đồng à, Hân Đồng, em nghe anh nói đi. Hân Đồng, em có từng nghĩ cho anh hay không? Những chuyện anh làm là gì ai chứ Hân Đồng? Em có từng nghĩ cho anh hay không? Em bình tĩnh lại đi, Hân Đồng à, em nghe anh nói đi Hân Đồng. Nói nữa chứ, anh có biết anh khi chị họ bị lừa thành ra như thế nào không hả? Hân Đồng nghe nói. Kỹ chức chủ, tôi nói cho anh biết, tránh xa Hân Đồng ra. Những chuyện anh làm còn chưa đủ hay sao hả? Bao nhiêu năm, cậu có tư cách gì nói tôi hả? Cậu đừng có giả làm thánh nhân nữa. Những chuyện trêu qua gạ nguyên của cậu đâu có ít, còn nói nữa cái gì? Tránh ra. Dù nó không phải là người chung thủy, những chuyện anh làm đều muốn tốt cho em mà thôi. Đừng bắt tôi ra tay. Hân Đồng, em nghe anh nói đã Hân Đồng. Em đừng đi mà Hân Đồng. Anh buông tay em ra đi. Em phải nghe anh nói đã Hân Đồng. Hân Đồng, Hân Đồng, em mau xuống xe đi Hân Đồng. Diệu Nam, cậu để cô ấy xuống xe đi. Hân Đồng, em không thể đi với cậu ấy. Em xuống xe đi Hân Đồng. Hân Đồng, em mau xuống xe đi. Làm cái gì vậy hả? Diệu Nam đừng đánh nữa mà. Diệu Nam đừng đánh nữa. Em tránh ra. Anh Trấn Vũ. Có chuyện. Anh Trấn Vũ. Đừng quá lo lắng. Sao mà lâu quá vậy? Anh Vũ sẽ không sao đâu mà. Bác sĩ. Bác sĩ, thế con nào trai tôi thế nào rồi? Tình hình không khả quan lắm, chúng tôi phải cấp cứu ngay bây giờ. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Tại sao lại như vậy? Tình hình không khả quan, sao lại như vậy được chứ? Phượng Minh à, đừng quá lo lắng, Trấn Vũ sẽ không sao đâu, không sao đâu mà. Đây là tại cô, cái đồ quỷ hại người. Trấn Vũ chỉ vì cứu cô mà mới trở nên như vậy. Tại sao người nằm trong đó không phải là cô chứ? Cô vô đi, cô vô đó thay thế cho con trai tôi đi. Phượng Minh à, tỉnh nghe cháu nói. Vào đó đi. Chuyện này tất cả là do cháu, tất cả là lỗi của cháu. Dì đừng trách cô ấy. Diệu Nam à, sao lại có thể là lỗi của anh được chứ? Dì à, dì nghe cháu giải thích đi. Chuyện này thật sự là do cháu gây ra, đừng trách Hân Đồng. Không liên quan gì tới cô ấy hết. Đừng nói nữa, đều là lỗi của em. Nếu như lúc đó anh Trấn Vũ không vì cứu em. Cô câm miệng lại. Cút đi, cút ngay cho tôi. Cái đồ quỷ hại người, Phượng tránh xa gia đình tôi ra đi. Phượng Minh, cút đi. Phượng Minh à, cút đi. Phượng Minh. Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi ha. Chú Kỷ ơi. Cháu. Hân Đồng, cháu cứ về trước đi. Còn không đi đi. Cút đi. Cút đi. Anh Diệu Nam. Làm gì vậy? Bỏ ra.
Bỏ ra đi, bỏ ra. Tại sao lại như vậy chứ? Gì à? Dì có gặp Hân Đồng không? Không có. Từ lúc tới đây tôi không gặp nó. Không phải là nó ở đây sao? Vậy là cổ còn trong bệnh viện. Cậu Lợi à, xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Anh lừa gạt em, nhưng bây giờ không phải là anh đã khỏe rồi sao? Anh không sao rồi, không phải là rất tốt sao? Rất tốt hả? Em thà rằng cả đời này em phải ở trong bệnh viện luôn. Hân Đồng à, đừng khóc nữa. Mẹ, nếu không phải tại con, anh chắc chắn sẽ không thành ra như vậy. Anh nghĩ gì con mới thành ra như vậy? Con là kẻ hại người mà. Không phải đâu, không phải đâu mà. Mẹ biết không, có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Đều tại con, đáng lẽ người nằm đó phải là con. Hân Đồng mà. Đều tại con hại anh. Con đừng nói như vậy. Đáng lẽ người nằm ở đó phải là con mới đúng. Đừng nói nữa. Hân Đồng mà, đừng khóc nữa mà. Nếu anh ấy không tỉnh lại nữa phải làm sao? Hân Đồng mà, con đừng khóc nữa. Có mẹ ở đây rồi. Đừng khóc mẹ mà. Được rồi, được rồi. Chào bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Ca phẫu thuật coi như thành công, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi trong phòng cấp cứu. Có thể tỉnh lại hay không, bây giờ chưa thể nói được. Muốn biết chính xác phải chờ qua hết tối nay. Cảm ơn bác sĩ. Không sao đâu, không sao đâu.
thôi sao đâu mà. Đồ quỷ hại người, cô không nghe tôi nói gì sao? Cô còn tới đây để làm cái gì? Dì à, dì đừng nổi giận nữa. Nếu bây giờ Chấn Vũ tỉnh lại, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy gì như vậy. Diệu Nam à, sao anh lại ở đây bên dì cho cô ta chứ? Cô ta vừa bước vào kỹ gia, em đã biết cô ta là mầm tay quả hại người rồi. Đồ sao chổi. Cô hãy coi con trai tôi đi, nó bị cô hại thành như vậy rồi nè. Nói gì cô, bây giờ nằm trong đó không hề nhúc nhích. Cô còn muốn thế nào nữa đây? Cô còn muốn sao nữa đây? Cử động rồi, cử động rồi. Cháu nhìn thấy tay của anh Chấn Vũ động đậy rồi. Cử động rồi, bác sĩ ơi. Cử động rồi, cử động rồi. Bác sĩ ơi. Là thật đó, cử động là tốt rồi. Bác sĩ à, làm ơn cho qua. Dạ. Mẹ ơi, Phượng Minh, Phượng mẹ Minh sao à? Vậy mẹ? Phượng Minh, bệnh tim của bà không tốt. Hay là bà về nhà nghỉ không, ngơi không, đi. Không, không, không sao, không sao, tôi không sao. Tôi muốn ở lại, tôi muốn nhìn Chấn Vũ tỉnh lại. Tôi muốn được nhìn thấy nó tỉnh lại. Trao được kìa. Bác sĩ sao rồi hả? Bệnh nhân đã có dấu hiệu của sự sống, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì nữa? Cứ coi như cậu ấy có tỉnh lại thì cũng có thể bị liệt nửa người hoặc toàn thân. Phượng Minh, Phượng Minh, Phượng Minh. Gì vậy? Phượng Minh. Gì vậy? Mẹ ơi. Gì vậy? Phượng Minh, tỉnh lại đi. Phượng Minh. Gì vậy? Mẹ. Gì vậy? Tỉnh lại đi. Sao anh có thể lấy chuyện này ra gạt em chứ? Thật đáng sợ. Nghe anh giải thích đã. Diệu Nam, Diệu Nam anh đừng đánh nữa. Diệu Nam. Trên cơ. Anh Vũ, anh tỉnh rồi. Mẹ, ba, con đang ở đâu vậy? Hân Đồng không sao chứ? Nó rất khỏe, không sao hết. Không sao thì tốt rồi. Con phải đi thăm Hân Đồng. Anh Vũ. Anh Vũ. Nè, từ từ thôi con. Trân Trân, giúp anh xoa bóp chân, hình như là chân hơi tê. Đúng rồi. Sao không có cảm giác gì? Anh Chấn Vũ. Chân của con làm sao vậy? Chấn Vũ à. Chấn Vũ chân à. Chân con làm sao vậy? Mẹ. Mẹ. Mẹ, nói cho con biết cho con làm sao vậy? Sao chân con không cử động được? Anh à, anh không sao đâu mà. Chân, nói cho anh biết đi.
Ba, ba, Trần Vũ à. Ba nói cho con biết cho con làm sao vậy ba? Trần Vũ. Hả? Bác sĩ nói con bị thương rồi, e là tạm thời đôi chân này không thể cử động được. Anh Trấn Vũ, anh đừng có lo lắng, không không như anh nghĩ vậy đâu. Đúng rồi, không sao đâu anh. Em nói cho anh biết, cái gì là tạm thời không cử động được? Không cử động được, con tàn tật sao? Không phải, không phải vậy, không phải vậy. Bác sĩ nói anh nhất định có thể hồi phục mà. Chỉ cần anh phối hợp điều trị, sau đó siêng năng vận động, nhất định sẽ hồi phục. Anh đừng kích động mà. Không sao đâu con, không sao đâu. Chân của tôi không thể cử động được nữa, có đúng không hả? Chân của tôi không bao giờ cử động được, có đúng không? Mọi người đi đi, tất cả đi hết đi, đi hết cho tôi. Anh Vũ, đi đi, đi đi. Chân Vũ hả? Chân Vũ, tất cả đi đi. Chân Vũ, đi hết cho tôi. Mọi người đi đi. Chân Vũ, đi đi. Chân Vũ, đi. Mình đi, đi, đi. Chân Vũ à, đi đi. Đi hết cho tôi. Mọi người đi đi. Chúng ta ra ngoài đây, ra ngoài đây, ra ngoài hết đi mà. Chúng ta đi thôi. Chân của tôi không cử động được. Chân của tôi không bao giờ cử động được. Chân của tôi không bao giờ cử động được nữa. Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, mau lên, mau lên, mau đi với chị, đi, hả? Đi. Cô đưa cô ấy đi đâu? Nói cho cô biết, chuyện này là lỗi của tôi. Có gì cứ nhắm vào tôi, đừng kéo cô ấy vô. Không phải chuyện của cậu, tránh ra đi. Cô lôi kéo cô ấy chính là đối đầu với tôi. Anh Chiến Vũ tỉnh lại rồi. Anh Chiến Vũ, anh Chiến Vũ, anh tỉnh rồi. Anh Chiến Vũ, anh Chiến Vũ, anh Chấn Vũ, em là Hân Đồng đây. Anh Chấn Vũ. Hân Đồng, bây giờ anh tàn phế rồi. Giờ anh không còn gì hết. Anh không còn gì hết. Không có đâu, anh còn có em. Em ở đây mà. Không, Hân Đồng, em đi đi. Anh không muốn liên lụy tới em đâu. Em đi đi. Anh Chấn Vũ, em không đi đâu hết. Em sẽ không rời xa anh nữa. Sao anh ngốc như vậy chứ? Sao lại bất chấp cả mạng sống để cứu em? Hân Đồng, em là người duy nhất trên đời này anh bằng lòng lấy mạng sống để bảo vệ. Giờ coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện.
Diệu Nam. Diệu Nam à, anh về nhà sao? Anh có thể tiện được đưa em về nhà lấy quần áo cho anh Vũ được không? Đi thôi. Diệu Nam à, anh từng nói với em đừng níu giữ anh hay để anh đi. Em đã làm được. Bây giờ tới lượt anh. Có lẽ là người thích hợp với anh nhất chính là người bên cạnh anh. Cơm thôi. Nè, nhanh lên, qua đây đi, nhanh lên. Nhanh lên qua đây đi. Nhanh lên. Lời tổng, đây là báo cáo ADN của hai người mà anh kêu tôi đi kiểm tra. Qua kết quả ADN thì họ đúng là quan hệ ruột thịt trực hệ. Nè, nè, anh coi, số liệu này. Quan hệ ruột thịt trực hệ sao? Đúng vậy. Hơi trí trân người là trí trân. Có nghĩ sao cô cũng không thể ngờ được. Người mẹ ruột sinh ra cô lại là một đầu bếp đó. Có phải tôi nên dành ra chút thời gian báo tin tốt lành này cho cô ta hay không? Làm tốt lắm. Cảm ơn lời tổng. Đi trước đi. Dạ. Hả? Anh có khát không? Em rót nước cho anh nha. Hả? Anh Hưng Đồng. Hưng Đồng. Hưng Đồng à. Sao vậy? Anh chứng đừng dụ. Rời xa anh. Được. Em ở đây mà, anh yên tâm đi. Anh Trấn Vũ, ngủ đi ha. Ngủ đi.
Nếu như không phải vì mình, anh ấy sẽ không phải nằm ở đây, sẽ không trở thành như vậy. Kỷ phu nhân, cô có biết là tôi vẫn luôn rất ghét cô, nhưng tôi luôn phải cố nhẫn nhịn để mẹ con cô ở nhà tôi. Cô biết tại sao không? Bởi vì Bách Quân và Trấn Vũ đều thích cô. Họ là người thân của tôi, tôi không nỡ để họ thất vọng và buồn lòng. Cô cũng có người thân mà, chắc là cô hiểu cảm giác đó chứ. Dạ cháu hiểu. Cũng giống như cháu muốn bảo vệ mẹ cháu, cháu cũng không muốn để mẹ cháu chịu chút tổn thương nào. Hiểu được thì tốt. Cô đã khiến Trấn Vũ thất vọng rất nhiều lần, đau lòng rất nhiều lần, và tôi không hy vọng sẽ có một lần khác nữa. Cháu hiểu rồi. Trấn Vũ là một đứa trẻ rất nhạy cảm và tinh tế. Mặc dù tôi không sinh nó ra, nhưng tôi nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Nó luôn là đứa trẻ hiếu thảo nhất trong nhà và là người có trách nhiệm nhất. Cô có biết bây giờ nó trở nên như thế này, trong lòng tôi khó chịu như thế nào không? Cháu xin lỗi. Tôi không cần cô xin lỗi tôi. Lúc nãy khi ở trong phòng phẫu thuật, tôi đã nghĩ rằng nếu như lần này không may nói gì cô mà chết, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên. Nhưng khi nó tỉnh lại trong bệnh viện, tôi mới phát hiện ra rằng người duy nhất khiến nó muốn sống lại chính là cô. Cháu thà rằng hôm đó anh ấy đừng chạy ra cứu cháu, thà rằng người nằm trong đó là cháu. Lưu Hân Đồng, cô không có tư cách để nói câu đó. Kể từ ngày nó cứu mạng cô thì mạng sống của cô đã không còn là của cô nữa. Và không cần biết tôi ghét cô bao nhiêu, thì số mạng của hai đứa đã buộc chặt vào nhau rồi, hiểu không? Chính vì vậy mà bây giờ tôi trịnh trọng báo với cô, nếu như cô dám làm tổn thương con trai tôi lần nữa, tôi thề với cô, tôi sẽ khiến cô phải trả giá thật đắt. Dì yên tâm, cháu sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến anh Trấn Vũ phải buồn nữa. Vào trong đi, để lát nữa nó tỉnh lại không thấy cô, nó lại lo lắng nữa. Kỷ phu nhân, vậy cháu xin phép vô trước. Vào quý trước,
tăng trưởng tiêu thụ của đồng chí Nam chúng ta đã giữ được vị trí thứ nhất. Loại hình tiêu thụ của chúng ta vô cùng thành công. Ngay cả nhật báo Wall Street cũng đã đăng lên bài phân tích rất tỉ mỉ về loại hình của đồng chí Nam. Không sai. Vì điều này, cổ giá của WE ở Mỹ bây giờ vẫn đang tăng vọt không ngừng. Chủ tịch à, tôi cảm thấy có phải bây giờ đã tới lúc đồng chí Nam chúng ta nên mở rộng phạm vi tiêu thụ rồi không? Vừa đúng lúc hôm nay tôi đã thỏa thuận xong với một vài công ty lớn về vận chuyển hàng ra nước ngoài. Chỉ về mặt mậu dịch xuất khẩu, tôi cảm thấy... Chủ tịch à. Chủ tịch à. Chủ tịch. Ngài không sao chứ? Mọi người nói tới đâu rồi? Chúng tôi nói tới vấn đề kế hoạch mở rộng mậu dịch của đồng chí Nam. À, chuyện của đồng chí Nam cứ giao cho Diệu Nam đi. Nếu như cần phải phối hợp gì thì cứ trực tiếp tìm quản lý Trần. Hôm nay tạm thời tới đây thôi. Sao gần đây tinh thần chủ tịch luôn bất ổn? Phải đó, con trai ông ấy bị như vậy có thể không hoảng loạn sao? Tôi có một tin nói cho ông nghe. Kể từ lúc Chấn Vũ xảy ra chuyện tới nay, Kỷ Bách Quân đã chịu một cú sốc rất lớn, đã không còn tâm trí mà làm việc. Mấy việc quan trọng thì đại đa số đều giao hết cho con trai của ông Lợi Diệu Nam. Vậy cho nên mấy cổ đông của chúng ta sau khi thương lượng thì muốn nhân cơ hội này thông qua một vài thủ đoạn trực tiếp thu mua tập đoàn WE. Trực tiếp thu mua? Nhưng mà giá của tập đoàn WE vượt xa giá của tập đoàn chúng ta. Ý chúng tôi nói không phải là kiểu thu mua truyền thống. Hế, ông quên rồi sao? Không phải là họ đưa ra thị trường Nasdaq ở Mỹ hay sao? Ý của ông muốn nói là... Chính là ở trên sàn chứng khoán của Mỹ, tôi muốn thông qua người gửi tiết kiệm khác nhau thu mua cổ phiếu của họ với số lượng lớn cho tới khi nào vượt qua số cổ phần mà Kỷ Bách Quân nắm giữ mới ngừng. Nếu như vậy, nguồn vốn ngược lại sẽ có khả năng... Nhưng đúng lúc có cơ hội tấn công bất ngờ. Ý định này tốt thì có tốt, nhưng mà cũng có một chút mạo hiểm. Không phải John à? Đây đúng là kết quả mà anh cùng các cổ đông thảo luận rồi quyết định hay sao? Tôi nói cho anh biết vậy. Thực ra cái sách này được đưa ra bởi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Là con. Là con? Lễ của con đó. Hay, Gia Tử, anh không chỉ có một phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp mà còn sinh ra một đứa con đầu óc xuất chúng như vậy. Đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ. John, quá khen rồi. Thưa Tuấn, làm cho tốt. Tôi tin cậu, người trẻ tuổi tiền đồ rộng mở mà. Gia Tử, chúng ta đều già rồi, thật sự nên suy nghĩ tới chuyện nghỉ hưu rồi hả? Đúng rồi, mấy ngày nay tài xế này sẽ đi theo ông. Nếu như ông muốn đi đâu, cứ nói với anh ta một tiếng là được. Được, thưa Tuấn. Lần này tới, tôi có đem thêm một vài tay thao túng tài chính đất lực tới giúp cậu. Chuyện của tập đoàn này tôi giao cho cậu đó. Tôi sẽ ở thành phố Giang Thành trong 5 ngày. Hy vọng trong vòng 5 ngày này, cậu sẽ có một đáp án hài lòng cho tôi. Yên tâm đi. Được, nào. Tạm biệt. Khoan đã, con liên lạc được với John từ lúc nào vậy? Sao hả? Sợ con cướp vị trí của ba sao? Thật ra con không cần phải cướp đâu. Tất cả những thứ này vốn dĩ ba nên cho con. Nhóc à, ba khuyên con một câu, tốt nhất đừng vươn tay quá xa. Bây giờ ba ngoại trừ một cánh tay là con ra, còn có cánh tay nào khác giúp ba sao? Đúng rồi, công việc mấy ngày nay của chúng ta, bởi vì người trong văn phòng quá nhiều, con cần mượn phòng nhà mình. Vì vậy phiền ba ra ngoài ở vài bữa.
con đã đặt trước cho bà một khách sạn rồi, khách sạn Westin 5 sao đó, kèm bữa sáng. Không cần cảm ơn. Dạ, ba kêu con làm tổng giám đốc của công ty sao? Nhưng mà ba, trước đây không phải ba không cho con làm kinh doanh à? Sao bây giờ ba lại? À, đúng vậy, Trí Trân à. Dường như ba không muốn cho con tham dự quá nhiều vào chuyện kinh doanh, vì ba cảm thấy là con gái thì không nên liều mạng trên thương trường, dùng đủ mọi chiêu thức đấu đá lẫn nhau. Bởi vậy cho nên ba không muốn thấy con bị tổn thương. Nhưng bây giờ suy nghĩ đi nghĩ lại, ba cảm thấy đã đến lúc con phải tập luyện trau dồi. Nếu không thì ba giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà ba, con lo là con không học nổi đâu. Vì vậy ba mới để cho con học sớm một chút. Chú Tịch à, chú tìm cháu. Nào, tới đúng lúc lắm Diệu Nam. Dạ. Mau ngồi đi. Diệu Nam à, là như vậy. Thật ra chú muốn để Trí Trân tới công ty làm tổng giám đốc. Cháu giúp chú dạy nó phương pháp quản lý công ty. Chú lớn tuổi rồi, chỉ hy vọng con bé Trí Trân sau này nó có thể độc lập, chú cũng yên tâm hơn. Vì vậy chú muốn cháu dạy dỗ nó giùm. Cháu dạy dỗ có vẻ không hợp lý lắm. Sao vậy? Cháu không muốn à? Cháu không có ý đó. Chủ tịch à, chung quy cháu chỉ là người ngoài. Cháu nghĩ là dạy cho Kỷ tiểu thư vẫn phải do chú dạy mới đúng chứ. Diệu Nam, chú tin tưởng cháu. Bây giờ chú chỉ mong muốn dành thật nhiều thời gian ở bên người thân, đưa thằng Chấn Vũ đi nước ngoài chữa bệnh. Còn chuyện ở công ty, chú hy vọng những thanh niên các cháu sớm tiếp nhận quản lý. Được như vậy chú cũng yên tâm hơn. Chủ tịch à, cháu vẫn thấy là... Diệu Nam, vậy cứ coi như là cháu giúp ông già này một việc đi, có được không? Diệu Nam à, anh dạy cho em đi, em nhất định sẽ giúp hết sức học. Vậy được rồi. Tốt lắm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trí Trân chú giao nó cho cháu đó. Dạ, thưa chủ tịch, vậy nếu không còn gì nữa cháu xin phép đi làm việc. Trí Trân à. Dạ. Phải làm cho tốt đó. Hân Đồng, em vẫn ổn chứ? Hân Đồng, nếu em cảm thấy buồn thì nhắn tin cho anh nha. Hân Đồng, anh nhớ em lắm. Sao vậy? Hân Đồng, anh muốn đi tiểu. Để em giúp anh. Nè. Sao vậy?